Dạ, xin mến chào quý vị anh chị cô chú lại quay trở lại kênh của Viết Phú. Hôm nay thì Viết Phú lại có mặt ở quán đồ cũ mới gần nhà. Không phải không gần nhà lắm nhưng mà ở cái quán mới. Ở đây có một con bồ nó lên mực sầm không. Rồi các em giờ mới thấy. Nay em sẽ quay cho quý vị anh chị cô chú cùng xem một số cái loa súc có trồng ở quán này khá là nhiều. Và quán này rất là nhiều đồ và có khá nhiều con trồng được ưa chuộng ở Việt Nam. À, trước mặt em đây là một bộ dàn luôn. Bộ này là của Yamaha AVX-S30. AVX-S30 nha quý vị nha. Con này thì có 35 mót nhân với 6 inch. Bảo hành 3 tháng quý vị. Vậy thì có một trầm này, trầm rất là đẹp này. Trầm này thì bát 10 thôi. Và trên này thì có hai cái loa con 2.1 và một cái đầu điều chỉnh đấy trầm Yamaha nhé. Đây và dưới đây là một em súp 560 PCH của JBL. Con này là hàng mới 100%, chưa sử dụng một tí nào. Hàng mới cho quý vị nhé. Do đây thì là hàng cũ nhưng mà hàng người ta chưa sử dụng một tí nào nên là người ta vẫn ghi là hàng hàng cũ mới, bảo hành 1 năm. Có giá mới của nó là 13 man tương đương khoảng tầm gần 30 triệu đấy. Mà hàng cũ bây giờ người ta bán đi thì người ta chỉ bán 8 man năm, khoảng tầm là 18 triệu gì đó. Còn là bát 30 nha quý vị nhé. Người ta có ghi này, bát 30 này. Chạy từ 22W đến 22Hz đến 150Hz. Công suất cực khủng 500W nha quý vị nha. Đây là một trong những con có công suất khủng của khủng rồi. Đây em sẽ quay xa quý vị thấy cùng của nó. Đấy. Rất là khủng. Và con này thì bên ngoài có cái gỗ rất là đẹp. Trước này thì cái bằng bọc vải nên là thời gian thì bụi bặm nó dính. Cái này thì không vấn đề gì lắm, hút một phát là nó hết thôi. Nó đẹp, con này thì quay để gọi là tham khảo thôi chứ còn để mà lấy con này thì thôi. Em cũng xin bó tay vì nó to quá nặng quá quý vị. Có anh em nào ở Nhật đấy, đến lấy nó thì có ok luôn. Có một anh cũng ở cùng tỉnh với em đây cũng có nhã hứng tìm loa bao này. Thì em sẽ đăng loa trầm loa súp này thì em sẽ đăng mấy loa bao và súp lên cho anh ấy sẽ tham khảo và đến cho em lấy được. Thì rất là ok, có ô tô thì tuyệt vời. Tiếp theo, đây là con hàng mà quý vị anh chị hỏi em nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Vì là trước em có quay một con. Đúng không ạ? Đây là quý vị có thể thấy trước mặt Yamaha SVK 800, súp SVK 800 của Yamaha. Con này là một con hàng rất là mới, rất là đẹp, tầm trên 90%. Con này thì giá mới người ta bán 6 man 3, khoảng tầm 13 triệu rưỡi gì đó. Giờ con này người ta bán hàng cũ đi thì nó còn chưa được một nửa. 6 man, à 3 man chưa thuế. Thế nào 3 man 3 thì khoảng tầm 7 triệu. Đắt, đắt thương con ở trước em quay ở trên Niigata giúp em rất là nhiều. Con kia 2 man 2, con này 3 man, nó đắt hơn khoảng tầm 8, đắt hơn 8 sen, sen gần 2 triệu nha quý vị nhá. Triệu 8 gì đó. Con này thì công suất này còn khủng hơn cả con nữa đấy. Con này dù là em xa quý vị có thấy được là con 800 và con JBL bên cạnh 560 bên cạnh. Con này dù là kích thước nó thấp hơn và cùng bát 30 với nhau nhưng mà cái con này thì công suất là 800W kinh khủng. Mày là 18Hz và hành 3 tháng sản xuất 2003 nha quý vị nhá. Đấy, và chỉ có như này thôi chứ không có gì đính kèm cả. Cũng không thể quay được phía sau. Thì em sẽ phía sau quay xem nó sản xuất ở Malaysia hay đâu nha quý vị nha. Đây quý vị, em sẽ đã ra sau rồi. Đấy. Nó có ghi ở đây nha quý vị nha. 100V nha, từ 185W đến 800W này. À, made in Malaysia này, 50Hz, 60Hz. Còn em Super JBL 560 bên này thì con này made in PRC nhá, PRC ở Republic People Republic of China nhá.
và viết tắt của là nó viết kiểu khác của Made in China nha quý vị nha. Đấy, quý vị có thể thấy được Made in PRC. PRC là một cái trò lừa đảo của, không phải lừa đảo mà lòe mắt của Trung Quốc. Đây, thì đa số là dây BL sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà thà là ghi Made in China thì người ta còn biết được ngay, chứ là Made in PRC là thật rồi. À, để người ta không biết được là Made in China ấy, mà PRC là viết tắt của People Republic of China, Made in China thôi, cũng là Cộng hòa Dân chủ Nhân Trung Hoa mà nhau cả. Đây, bên này là một súp khác Pioneer nguyên dàn luôn, HTP LX70 Pioneer nha quý vị, 5.1, con này là 5.1, bốn con đó con ở trên, một cái trầm ở dưới. Con này thì 100W đến 300W luôn nha quý vị nhé, sản xuất 2009 cũng khá là ok, có thể hát chơi HDMI, iPod các thứ được. Con này thì nói chung ở Việt Nam mình em không thấy các bác khỏi không ấy chơi lắm. Ở đây thì có một em Foster này, súp của Foster này cũng là một trong những thương hiệu âm thanh chất. Cái hàng của Foster này thì em thấy rất ok. Đây, có linh kiện đi kèm nha quý vị. Giá của nó là 1.3 chưa thuế thì vào tầm 1.4, 1.5, 1.5 thì em khoảng tầm 3.2 triệu một em súp này. Súp này thì nó nặng tầm 2 cân cả hộp. Đấy. Thì nói chung là dòng này thì nghe ok. Đây không thấy ghi công suất, em sẽ quay sau ra xem công suất cho quý vị anh chị cô chú cùng xem dòng Foster này. Nói chung ở đây thì hôm nay em mới đi, em mới chuyển đến đây được 2 ngày. Và việc đầu tiên sau khi soạn nhà xong thì em vẫn là như cũ thôi, vẫn như một cái thói quen đam mê thôi. Em sẽ đi review đồ cũ cho quý vị anh chị cô chú cùng xem tham khảo. Nó như một cái sở thích của mình. Rồi quan trọng là cho anh chị cô chú cùng tham khảo nữa. Trên kênh theo dõi kênh nữa. Đây là một em Active Sub của Foster. Có chạy được điện 100 đến 240V nha quý vị nhé, 15W và 50-60Hz nha quý vị nhé. Đấy, con này thì Made in China nhé. Foster này thì cũng bây giờ đa số là Made in China rồi quý vị ạ. Mà không. Sau đây thì có một cái nhỉ, hình thì có một đôi mà sau đây có một cái. Đây. Đây, có một cái này thôi. Con này cũng nói chung cái màng loa nhìn nó là thấy rất là ok rồi, quý vị có thể thấy màng loa nhìn có thể thấy được và nó cao cấp rồi. Thì cái này là một em súp đề nông hoặc gì nhỉ, Việt Nam mình gọi là đờ nông. Ví dụ nhiều khách bảo là nhắn tin em, gọi em bảo là chú đi quay chú làm bảo đề nông thì Việt Nam không biết, gọi là đờ nông thì mới biết được. Đấy, đờn ông quý vị, đờn ông DSW2L và giá 5 sen bảo hành 3 tháng không ghi công suất. Vì em sẽ quay phía sau xem quay được không, nếu quay được em quay. Vì nhiều đồ hay nào là nhiều lúc có những con có thể quay được để phía sau để cho quý vị anh chị cô chú cùng thấy cái thông tin cho chính xác. Chứ đây quý vị ạ, Made in China nhé, AC 100V 59W Made in China. Thà ghi Made in China vậy đi, đừng ghi Made in PRC, thấy nó ảo lắm. Cá nhân em là vậy, thấy Made in PRC là em thấy ghét rồi. Made in China thì nó quen mắt rồi, thì thấy là thôi. Ừ, thì rõ là vậy thôi. 5C là tầm 1.2 triệu nha quý vị nhá. Con này sẽ nặng chắc tầm 5-6 cân đấy. 1.004 khẩu hành 3 tháng. Đấy là mấy em đơn ông rồi. Còn đầu này còn rất là nhiều trầm quý vị ạ. Đấy, có một trầm đờ nông DSW11R. Con này thì không quay phía sau được cho quý vị xem rồi. Con này 6 sen chưa thuế thì rơi tầm 7.2 gì đó. 6.6 gì đó nhỉ. 6.6 đơn đương vào tầm 1.4 triệu, 1.5 triệu gì đó. Con này rất là đẹp chứ.
60W nha quý vị nha. Tối đa xuất lực ở 60W, 25 Hz đến 240 Hz nha quý vị. Bảo hành 3 tháng luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì em quay bằng điện thoại nhiều lúc nó lấy nét hơi bị nhòe, nó không không ấy. Nên là quý vị cũng hết sức thông cảm mà xem giúp em nhé. Đây là một em nữa, DWK11R. Sang bên đây, Yamaha IST SWK105, 20 bát 20 nha quý vị nha. Bát 20, công suất thì không có ghi ở đây, bảo hành 10 ngày trả tiền. Giá 2,5 thì nó quá rẻ rồi, con này chỉ có 600.000 thôi. 30 Hz cho đến 200 Hz, quá rẻ. Con này thì nó cũng nhẹ, 4 cân mới, nhẹ hơn con này đây chắc, tương đương nhau. Bát 20 quý vị nhỉ. Đây, còn bên này là một em quen mắt của em, DSWK33. Con này giống cái con ngày xưa em lấy cho anh Kiên Thái Bình. DSWK33 5C. Con này thì con này có công suất tối đa 60W, bảo hành 3 tháng quý vị ạ. Mới đến ngày đầu tiên đã ngồi bệt lì ở quán người ta quay video này rồi. Mấy ông bán hàng đã còn nhìn em quý vị ạ. Không sao. Quay đó mà. Anh nhớ. Quay đâu bán được hàng cho mấy ông thì sao đó. Đây, con này cũng rất là đẹp quý vị ạ. Đẹp đấy chứ. Gỗ màu gỗ vàng rất là đẹp. Ở bên cạnh nó là một em Onkyo SWK10, SKWK10. Giá 5C luôn. Đấy, hai thằng này thì con này chất hơn, đẹp hơn. Con này 10. 2002. Đấy, này thì em đã giới thiệu với quý chị cô chú một số cái mã súp trồng ở quán mới đây. Thì rất cảm ơn quý anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ kênh của Việt Phú và tin tưởng mua hàng Việt Phú trong thời gian vừa qua. Thì hy vọng là thời gian tới em sẽ có nhiều cái video, cố gắng nhiều video hơn cho quý anh chị cô chú cùng xem. Vì vùng này thời tiết nó đẹp hơn, cháu sẽ đi được suốt. Tuy nhiên thì ở đây thì dịch bệnh rất là nặng, một trong bốn tỉnh gọi là cách ly xã hội của Nhật đợt này thì lượng người nhiễm corona nhiều vì nó giáp Tokyo. Đấy, thế em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại video lần sau ạ.